Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với TopCarVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Santa Fe, chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi phân khúc cỡ D của bên phía Hyundai mà trong video ngày hôm nay, ngày 11 tháng 1 năm 2024, cũng tương đối lâu rồi TopCarVN mới cập nhật về chính sách giá bán của Hyundai Santa Fe, cập nhật về những chương trình khuyến mại, quà tặng, phụ kiện, tặng thẻ bảo dưỡng dịch vụ và mức giá lăn bánh mới nhất dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này. Santa Fe tại thời điểm này, tại đại lý của mình, xe về là sản xuất năm 2024 quý chị các bạn nhé. Xe mới nhất sản xuất năm 2024 dành cho tất cả các phiên bản luôn. Santa Fe thì hiện tại đang được phân phối với máy xăng và máy dầu. Máy xăng thì có máy xăng tiêu chuẩn và máy xăng cao cấp. Máy dầu thì có máy dầu tiêu chuẩn và máy dầu cao cấp. Ở trong phân khúc thì nó đang cạnh tranh với cả chiếc xe Kia Sorento hay là Toyota Fortuner hay là chiếc xe Ford Everest. Đều là những chiếc xe phân khúc cỡ D rất phổ thông. Vậy thì tại thời điểm này, dịp đầu tháng mới, đầu năm mới, từng phiên bản của Hyundai Santa Fe có mức giá bán khuyến mại, quà tặng, lăn bánh như thế nào, mình xin phép cập nhật để anh chị chúng ta xem xét cân đối tài chính. Đầu tiên là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu tiêu chuẩn anh chị nhé. Máy dầu tiêu chuẩn của Hyundai Santa Fe với mức giá niêm yết là 1 tỷ 120 triệu đồng. Máy dầu tiêu chuẩn là 1 tỷ 120. Tại thời điểm này xe Vin 2024 đại lý sẽ bán với mức giá là 1 tỷ 099 triệu, 1099. Lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 1 tỷ 217 triệu, ở Hà Nội là 1 tỷ 260 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 237 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 1217, Hà Nội là 1260 và Thành phố Hồ Chí Minh là 1237 theo phương án trả thẳng. Với Santa Fe máy dầu, dù là tiêu chuẩn hay là cao cấp thì nó đều sử dụng là máy 2.2 Smartstream, sử dụng hộp số tự động 8 cấp số anh chị nhé. Máy dầu nó sử dụng 8 cấp số, còn máy xăng nó sử dụng là 6 cấp số thôi. Máy dầu thì đi cái đường trường, đường dài nó có cái cảm giác là đầm xe hơn, chắc xe hơn anh chị ạ. Máy dầu tiêu chuẩn này nếu như mà mua trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 338 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 381 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 358 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh là 338, Hà Nội là 381 và Thành phố Hồ Chí Minh là 358 theo phương án trả góp của máy dầu tiêu chuẩn Hyundai Santa Fe. Sang cái phiên bản thứ hai cũng là phiên bản máy tiêu chuẩn thôi, nhưng mà nó là phiên bản máy xăng. Bản máy xăng của Hyundai Santa Fe với mức giá niêm yết của nó là 1 tỷ 029 triệu, 1029. Nó thấp hơn máy dầu như này thì thấp hơn là 90 triệu quý chị các bạn ạ. Và hiện tại thì giá bán của đại lý cho phiên bản xăng tiêu chuẩn là 1 tỷ 010 triệu đồng. Xe cũng là Vin 2024, 1 tỷ 010 triệu. Lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 1 tỷ 118 triệu, ở Hà Nội là 1 tỷ 159 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 138 triệu đồng anh chị nhé. Ở tỉnh là 1 tỷ 118, ở Hà Nội là 1 tỷ 159 và Thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 138 với máy xăng tiêu chuẩn của Hyundai Santa Fe. Máy xăng thì nó sử dụng động cơ dung tích xi lanh là 2.5, hộp số 6 cấp số anh chị ạ. Mua trả góp của máy xăng tiêu chuẩn này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 310 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 351 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 330 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 310, Hà Nội là 351 và Thành phố Hồ Chí Minh là 330 theo phương án trả góp. Đó là máy xăng tiêu chuẩn. Bây giờ sang phiên bản cao cấp. Phiên bản cao cấp thì mình sẽ cập nhật đầu tiên là Hyundai Santa Fe máy xăng cao cấp anh chị nhé. Máy xăng cao cấp thì nó hơn gì so với cả máy xăng tiêu chuẩn, tức là nó sẽ sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nó có cửa sổ trời, ngoài ra thì có nhiều option nó nâng cấp hơn so với bản tiêu chuẩn. Quay trở lại với cập nhật giá của xăng cao cấp thì giá niêm yết của nó là 1 tỷ 210 triệu đồng anh chị ạ. 1 tỷ 210 triệu với xăng cao cấp, và xe 2024 đại lý đang bán với mức giá là 1 tỷ 188 triệu đồng anh chị nhé. 1188 là giá bán còn lại. Lăn bánh tỉnh của xăng cao cấp là 1 tỷ 319, ở Hà Nội là 1364 và Thành phố Hồ Chí Minh là 1339 anh chị ạ. Tỉnh là 1319 này, Hà Nội là 1364 này và Thành phố Hồ Chí Minh 1339 theo phương án trả thẳng. Trả góp của xăng cao cấp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 368 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 414 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 388 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh 368, Hà Nội 414 và Thành phố Hồ Chí Minh là 388 theo phương án trả góp. Đó là xăng cao cấp. Và bây giờ sang phiên bản thứ tư, đó là dầu cao cấp. Dầu cao cấp thì là một phiên bản mà đắt tiền nhất, cũng là phiên bản mà phải nói là ăn khách nhất của Hyundai Santa Fe luôn. Bản dầu cao cấp thì có mức giá niêm yết đề xuất là 1 tỷ 269 triệu đồng anh chị ạ. 1269 và đại lý đang bán với mức giá tại thời điểm này Vin 2024 1 tỷ 245 triệu. Với mức giá là 1245 thì lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 1 tỷ 385 triệu. Ở Hà Nội là 1 tỷ 433 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 405 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 1385, Hà Nội 1433, Thành phố Hồ Chí Minh 1405 theo phương án trả thẳng của Santa Fe máy dầu cao cấp. Trả góp của dầu cao cấp này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 390 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 438 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 410 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 390, Hà Nội 438 và Thành phố Hồ Chí Minh là 410. Đó là 4 mức giá, 4 phiên bản, 4 sự lựa chọn của Hyundai Santa Fe trong dịp đầu tháng mới, đầu năm mới. Tất cả các phiên bản xe là 2024 hết. Anh chị chúng ta đang quan tâm về một trong 4 phiên bản này, chúng ta đang cần qua xem xe, lái thử, trải nghiệm thực tế về Hyundai Santa Fe thì hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhiều quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, và miền Nam thì nhiều quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.